Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Lào Cai kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018. Xã Bản Qua, huyện Bát Sát đẩy mạnh thu hoạch vụ mùa, tập trung điều kiện cho sản xuất vụ đông. Cần khắc phục điểm đen giao thông tại đầu cầu Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình mà quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018, 67 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng tỉnh Lào Cai. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ngành, các huyện, thành phố của tỉnh. Về phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương có đồng chí Đinh Ngọc Dũng, Hàm vụ trưởng vụ địa phương 2. Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Tăng Ngọc Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nêu rõ, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát đối với việc đảm bảo cho mục tiêu lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị nghị quyết được nghiêm chỉnh, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Ngày 16 tháng 10 năm 1948, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa 1, đã ký quyết nghị thành lập cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng và đã được chọn là ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng. Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành kiểm tra Đảng luôn xác định công tác kiểm tra giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, ngành kiểm tra đã từng bước trưởng thành, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, vừa nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên về công tác kiểm tra của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Cùng với ngành kiểm tra Đảng toàn quốc trải qua 67 năm với 15 kỳ đại hội, cơ quan kiểm tra các cấp của Lào Cai đã không ngừng lớn mạnh, được củng cố kiện toàn, nâng cao cả về trình độ, chất lượng đội ngũ, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ tính riêng trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, từ năm 2008 đến nay, ngành kiểm tra của Đảng tỉnh Lào Cai đã tham mưu giúp cho cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra và chi bộ kiểm tra giám sát đối với 9.567 tổ chức Đảng, 14.754 đảng viên, góp phần làm trong sạch vững mạnh các tổ chức cơ sở Đảng và toàn Đảng bộ, là nền tảng giúp Lào Cai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trở thành địa phương phát triển ở khu vực Tây Bắc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, những nỗ lực quyết tâm của ngành kiểm tra Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, để góp sức vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trở thành địa phương phát triển ở khu vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể cán bộ công chức ngành kiểm tra Lào Cai cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực và nghiệp vụ giỏi, không ngại gian khổ, tận tụy, công tâm, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngành cần có các giải pháp nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, biến nhận thức thành hành động thường xuyên tự giác của các cấp ủy, tổ chức đảng. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời cán bộ đảng viên, tổ chức đảng vi phạm. Và với phương châm, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, trong đó lấy phòng ngừa, lấy xây là chính. Kiểm tra giám sát không chỉ làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và xử lý vi phạm mà còn tham gia phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên và góp phần
trong nhiệm vụ kiểm soát quyền lực. Thứ ba, mỗi cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp phải thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra để tham mưu giúp cho cấp ủy thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Trung ương và thực hiện tốt chỉ thị 23 ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao lãnh đạo về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành kiểm tra Đảng của tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các ngành các cấp, đặc biệt quan tâm chú trọng kiểm tra giám sát ở các vụ việc có tính chất nổi cộm, quy định rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân tổ chức mắc sai phạm. Qua đó đề xuất các biện pháp xử lý công minh, thận trọng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình và thẩm quyền, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh đã trao bức chướng của tỉnh ủy cho cán bộ công chức ngành kiểm tra đảng. Tại lễ kỷ niệm, đã có nhiều tập thể cá nhân của ngành kiểm tra đảng tỉnh Lào Cai được nhận bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra đảng vì đã có nhiều đóng góp trong công tác kiểm tra đảng thời gian qua. Vừa qua, huyện ủy Văn Bàn tổ chức hội thảo đề cương chi tiết lịch sử đảng bộ giai đoạn 1947-2017. Trên cơ sở 3 tập lịch sử đảng bộ huyện đã xuất bản, gồm tập 1 giai đoạn 1945-1954, tập 2 giai đoạn 1954-1975, tập 3 giai đoạn 1976-2000 và nguồn tư liệu mới được cung cấp sưu tầm bổ sung từ năm 2000 đến nay. Cuốn lịch sử đảng bộ huyện giai đoạn 1947-2017 có 8 chương, 22 mục, nêu bật vùng đất con người truyền thống huyện Văn Bàn, cũng như quá trình lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong đấu tranh dựng xây và phát triển huyện Văn Bàn từ năm 1947 đến năm 2017. Tại hội thảo, đại biểu tập trung tham gia thảo luận, nêu ý kiến bổ sung thêm nội dung của đề cương chi tiết. Nhiều ý kiến tập trung làm nổi bật quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ huyện qua các giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, tại hội thảo đã tiếp thu được nhiều tư liệu quý báu, dữ kiện lịch sử do các đồng chí lão thành, nguyên là lãnh đạo huyện ủy qua các thời kỳ cung cấp. Dự kiến đến năm 2020, huyện ủy Văn Bàn sẽ hoàn thành xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1947-2017. Đây cũng là công trình nghiên cứu khoa học thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Vừa qua, tại huyện Mường Khương, Sở Nội vụ tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Mông dành cho 40 cán bộ công chức, viên chức và công chức cấp xã, huyện năm 2018. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019, các học viên sẽ được học tập rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Mông. Bảo đảm sau khóa học, học viên có thể nghe và nói được những câu tiếng Mông thông thường, đơn giản. Việc dạy học tiếng Mông nhằm giúp cho cán bộ công chức có những hiểu biết cần thiết về văn hóa, phong tục tập quán, tâm lý, tình cảm, văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. Bên cạnh đó còn giúp cho cán bộ công chức có vốn từ ngữ cần thiết về khoa học, pháp luật, chính trị để vận dụng trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới, không ngừng áp dụng các kiến thức khoa học vào đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết trong 9 tháng năm 2018, doanh số cho vay của đơn vị đạt gần 50.000 tỷ đồng với hơn 1,7 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ và tạo việc làm cho trên 192.000 lao động, trong đó có hơn 4.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp hơn 14.000 học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập. Cùng với đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được sử dụng để xây dựng gần 1,2 triệu công trình cấp nước sạch và công trình vệ sinh nông thôn, xây dựng trên 22.000 căn nhà ở cho hộ nghèo và gần 800 căn nhà ở xã hội, theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng cho biết, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt gần 196.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm trước. Trong đó, vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 2.300 tỷ đồng so với năm 2017, hoàn thành 106,9% kế hoạch năm. Các nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả, giúp các hộ vay vốn mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm tích cực chủ động trong sản xuất vụ đông năm 2018-2019, nông dân các địa phương đang tập trung đẩy mạnh thu hoạch lúa mùa và chuẩn bị đất để sản xuất vụ đông.
Việc làm này nhằm đảm bảo toàn bộ diện tích rau màu được trồng trong khung thời vụ tốt nhất, ghi nhận tại xã Bản Qua, huyện Bát Sát. Những ngày này, gia đình anh Vương Văn Lợi, thôn Tân Bảo, xã Bản Qua đã nhanh chóng thu hoạch nốt diện tích lúa mùa còn lại của gia đình để chủ động cho việc sản xuất vụ xuân. Năm nay thì gia đình trồng nhiều, diện tích là cũng hơn 20 cân giống. Thì bây giờ cũng đã đến lúc thu hoạch rồi thì gia đình tranh thủ vận động anh em đi đổi công, thì tranh thủ mấy hôm nắng thì gia đình gặt, đang thu hoạch để cho kịp thời vụ. Gia đình nhà tôi thì đã gặt xong rồi, thì hôm nay do là hôm trước nhà chúng tôi gặt thì anh em đến giúp đỡ lấy công nhau, đổi công nhau, nên hôm nay tôi vào nhà anh Vàng An Lợi này để giả công. Do thời tiết nó thuận lợi nên là bà con cũng tranh thủ để gặt đi để cho nó đỡ phải dính mưa. Chủ động sản xuất vụ đông, 0,5 hectare của gia đình ông Lý Văn Kiên, thôn Tân Bảo, xã Bản Qua đã được xuống giống sớm. Đây là kết quả của việc rút kinh nghiệm từ vụ ớt năm ngoái, khi gia đình ông xuống giống muộn và gặp thời tiết lạnh nên năng suất sản lượng đạt thấp. Ớt là cây sống khỏe, dễ trồng, dễ chăm sóc, trong khi đầu ra được các đơn vị hợp đồng thu mua ngay tại vườn, nên vụ đông này hứa hẹn mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Năm nay bắt đầu thử nghiệm cây ớt như tham gia vào hợp tác xã, thành viên của hợp tác xã thì nếu mà tiến tới thì xem cái kết quả vụ ớt nó cũng đạt sản lượng với lại giá cả. Thì sang năm chúng tôi sẽ mở rộng hơn và bà con là cùng làm. Bản Qua là địa phương được xác định là vựa lúa của tỉnh, cũng là nơi có phong trào sản xuất cây vụ đông hiệu quả. Ngay từ đầu năm, xã đã tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai tới từng thôn, bản, phân công cán bộ chuyên môn, các ngành, đoàn thể xuống xã cùng nhân dân sản xuất cây vụ đông. Với cái chủ yếu là chủ yếu một số cây trồng truyền thống như cây ngô đông để phục vụ cho cái sản xuất chăn nuôi, cây khoai lang, cây rau màu cho nhân dân, thì sẽ tập trung chủ yếu sản xuất một số cây trồng mới có tính thế mạnh của vùng cũng như là có tính đột biến tạo nên và có theo sản xuất hướng công nghệ cao, mang cái tính hàng hóa hướng thị trường để dần nâng cao cái giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác và nâng cao cái thu nhập cho người dân cũng như là nâng cao cái chuyển dịch cái cơ cấu nông nghiệp theo đúng hướng, theo tinh thần cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đăng ký của địa phương trong toàn tỉnh thì diện tích cây trồng vụ đông năm 2018 dự kiến vào khoảng 10.000 hecta và khoảng 1.000 hecta có liên kết tạo thành vùng sản xuất quy mô lớn. Việc chủ động sản xuất vụ đông sẽ góp phần thực hiện chủ trương đẩy nhanh việc thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, cải thiện đời sống nhân dân. Vừa qua, đoàn các cơ quan khối văn hóa xã hội tỉnh Lào Cai đã tổ chức ra quân tình nguyện tại xã Thảo Chư Phìn, huyện Simacai. Trong đợt này, đoàn tình nguyện đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thảo Chư Phìn. Người dân trong xã đã được các y bác sĩ tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, được tư vấn về cách phòng tránh các loại bệnh thông thường, tuyên truyền tư vấn, hướng dẫn người dân tự giác thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng tránh một số bệnh thường gặp, hướng dẫn cách chữa các bệnh đang mắc phải. Tổng kinh phí thuốc cấp phát đợt này là trên 50 triệu đồng. Cũng trong đợt tình nguyện này, đoàn các cơ quan khối văn hóa xã hội tỉnh Lào Cai đã trao 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Được biết toàn bộ số tiền của đợt tình nguyện này là của đoàn viên các cơ quan khối văn hóa xã hội tỉnh Lào Cai quyên góp ủng hộ với mong muốn giúp bà con và các em học sinh vùng cao vơi đi những khó khăn, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Trong chiến dịch Những Giọt Máu Hồng hè 2018, tỉnh Lào Cai đã tổ chức 6 đợt tiếp nhận máu lớn với trên 5.000 người đăng ký tham gia hiến máu. Đã có 2.616 đơn vị máu được hiến, kết quả này gấp 2,5 lần so với chiến dịch hè năm 2017. Nguồn máu này đã phục vụ kịp thời hiệu quả công tác cấp cứu điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh trong dịp hè 2018. Cùng với việc tổ chức chiến dịch hiến máu tình nguyện hè, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai cũng chú trọng thực hiện tốt công tác duy trì và phát triển ngân hàng máu sống tại các địa phương nhằm chủ động công tác điều trị cấp cứu bệnh nhân khi các bệnh nhân có nhu cầu. Hiện toàn tỉnh đã có 40 câu lạc bộ, đội, nhóm hiến máu dự bị thu hút được trên 3.000 người tham gia. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý nghĩa nhân văn của phong trào toàn dân hiến máu tình nguyện và mở rộng phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện được tiếp tục mở rộng ở các xã, phường, thị trấn.
Thưa quý vị và các bạn, đầu cầu mới Gia Phú thuộc thôn Bến Phà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng vốn được xem là điểm đen tai nạn giao thông. Từ đầu năm đến nay, tại nút giao thông này đã xảy ra 35 vụ tai nạn, khiến ít nhất một người tử vong và hàng chục người bị thương. Điều đáng nói là không hề có bất cứ biện pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông được các ngành chức năng đưa ra để xử lý điểm đen tử thần này. Những mảnh vỡ của ô tô, xe máy, những chiếc dép, những đồ vật vô chủ nằm vương vãi trên mặt đường. Đó là những gì còn sót lại của nạn nhân từ những vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nút giao thông đầu cầu Gia Phú. Mặc dù đi vào sử dụng hơn một năm nay, tuy nhiên đoạn đường này trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Ông Lê Ngọc Hinh, thôn Bến Phà, sống ngay đầu cầu Gia Phú cho biết, từ ngày thông cầu, ông chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm tại nút giao thông này. Và ông cũng không nhớ nổi đã trực tiếp đưa bao nhiêu nạn nhân đi viện từ đầu năm đến nay. Theo ông Hinh, phương tiện di chuyển qua cầu Gia Phú theo hướng từ Lào Cai đi Bảo Thắng thường bị bất ngờ và tự đâm vào vòng xuyến nằm ngay giáp đầu cầu. Có những cái ô tô là đâm nhảy qua cái ô tròn mà chạy phải đến khoảng tầm từ các anh xem từ bên đằng kia mà lao vào đây này, chỗ xe vỡ vẫn còn đây này. Và như thế nó phải rơi vào tầm vào khoảng tầm 40 mét là xe con nhảy qua cái ô tròn này vào. Còn xe máy là coi như xe máy là coi như có những cái nhảy qua nhảy hẳn vào đến bên trong đường này. Nhà tôi đây là áp ô tròn, nhà đầu tiên là ô tròn đây thì các vụ tai nạn bao giờ coi nhà là tôi cũng chạy ra đầu tiên. Thế ra bây giờ thấy cái con đường này đi lên thì thật ra mà nói bây giờ nó rất là bất cập. Đi vào bây giờ cái ô tròn thì nó quá to mà bây giờ thì xe nó phá lát hết rồi. Từ Tết giờ tôi đưa đi viện chắc là nó rơi vào tầm khoảng tầm 15-16 vụ tôi đưa đi viện rồi. Dễ dàng nhận thấy rằng chiếc vòng xuyến này có chiều rộng bằng mặt đường Gia Phú, nằm trực diện ngay đường dẫn lên cầu. Nếu không quen đường, chạy với tốc độ nhanh, người điều khiển phương tiện qua đây sẽ không kịp xử lý và thường là đâm vào vòng xuyến. Trong khi đó, lòng đường bao quanh vòng xuyến lại quá nhỏ và xuất hiện những ổ gà, ổ voi rất nguy hiểm. Đa phần những vụ tai nạn do người điều khiển giao thông tự ngã, nạn nhân là người từ địa phương khác không thông thuộc đường này. Ngay cả người dân địa phương cũng nơm nớp sợ hãi mỗi khi di chuyển qua nút giao thông này. Đoạn đường này thì mình hay đi qua đi lại suốt mà thấy cái đoạn đường cái vòng xuyến này nó làm nó to hơn cả đường nữa. Thế cái độ an toàn của nó không được cao. Đi rất xảy ra tai nạn chỗ này. Chỗ đoạn này xảy ra tai nạn chết nhiều người chứ không phải là bảo là đi viện đi viết gì đâu, bị chết tươi luôn tại chỗ luôn ấy, chỗ này. Kiểu những có phản quang phản chiếu gì lắp gì đâu, bây giờ người ta đi xe tốc độ cao ấy, đường thẳng cái là đâm vào hẳn ngay ấy luôn. Cái chất lượng mặt đường này thì nó rất là ổ gà ổ voi, chỉ làm trong một thời gian đầu là đi qua là đi tạm được, xong bắt đầu là lại xe to đi vào lại lột hết lên này. Nguy hiểm là vậy, điều đáng nói là tại nút giao thông này không hề có biển cảnh báo nguy hiểm đối với người đi đường. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng, tuy nhiên đến nay không hề có một biện pháp nào được đưa ra để xử lý điểm đen. Lực lượng công an xã cũng thường xuyên có mặt ở đây để cảnh báo người đi đường, nhưng chỉ mang tính chất tạm thời. Từ khi đấu nối đường cầu 4E mới vào khu đấy thì hiện nay kết cấu còn khoảng 400m chưa đầu tư. Mà trong khi đó 2 năm nay thì có một cái bùng binh mà trước đây là khu dân cư mà chúng tôi đã đề nghị kiến nghị để dỡ bỏ và đầu tư nâng cấp lại. Nhưng tuy nhiên là chưa được đầu tư nâng cấp lại. Mà đặc biệt là trong hơn một năm qua thì có khoảng 35 vụ tai nạn giao thông. Trong đó đã có một trường hợp bị chết. Thì chúng tôi đã đề nghị kiến nghị sớm đầu tư và dỡ bỏ cái bùng binh đó hoặc là lắp biển hiệu hay là thiết kế lại theo cái biển báo giao thông cho nó phù hợp để tránh cho thiệt hại và tai nạn đáng tiếc cho người dân. Được biết, sau khi đi vào sử dụng, cầu Gia Phú nằm trên tuyến quốc lộ 4E sẽ là hướng đi chính cho những phương tiện tham gia giao thông thay vì lưu thông qua cầu đường bộ giao với đường sắt tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, điều đáng nói là từ tuyến quốc lộ 4E đến đầu cầu Gia Phú lại đi qua khu tái định cư thôn Bến Phà với rất nhiều hộ dân sinh sống hai bên đường. Nhiều người dân cho biết chẳng hiểu vì lý do gì mà chủ đầu tư lại cho xây dựng vòng xuyến ngay tại đầu cầu. Con số 35 vụ tai nạn từ đầu năm đến nay tại nút giao thông này sẽ chưa dừng lại nếu không có một biện pháp đảm bảo an toàn giao thông nào được đưa ra. Cũng liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, qua phản ánh của người dân trên các tuyến đường của thành phố Lào Cai, hiện nay trên nhiều tuyến đường thành phố thường xuyên có các loại xe tải trọng lớn chở đất đá, vật liệu xây dựng, gây mất vệ sinh môi trường, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Đây là biên bản cam kết mà người dân sống tại thôn Cánh Đông, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai yêu cầu hai công ty đang vận chuyển đất chạy qua đây là công ty Cường Thịnh Thi và công ty Tiến Thành với nội dung đảm bảo vệ sinh môi trường, phải thường xuyên tưới nước rửa đường. Biên bản ký vậy nhưng các công ty không thực hiện như cam kết, gây bức xúc cho nhân dân.
về cái vấn đề môi trường và cái bụi bặm cho bà con ở đây thì thực tế là một cái dãy dân ở đầu cầu đây, mà bản thân tôi bây giờ đang hiện tại ở tại đầu cầu đây thì là hứng chịu về cái bụi, cái bặm, tất cả mọi cái thế. Và tôi đã có một số lần tôi đã chặn đường và nói mồm với nhau không được, tôi đã gọi các anh đến để làm cái biên bản để không làm bụi là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là đất cát các thứ nó la lấn ra đường là phải vệ sinh thường xuyên, nhưng đây không vệ sinh. Hiện nay trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp có rất nhiều doanh nghiệp, công ty vận tải đang chở đất thường xuyên chạy qua. Điều đáng nói là các công ty doanh nghiệp này không thực hiện đúng các quy định về kích thước thành thùng, đúng tải trọng, che chắn khi chạy. Nhiều người cho rằng hầu hết các xe chở đất đang hoạt động trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đều chở quá tải trọng, thành thùng đã có sự hoán cải. Bây giờ các nhà dân là không dám mở cửa ra đấy, vì mở cửa ra là bụi vào thốc vào tận đấy cả phòng ngủ, mà nói chung là ảnh hưởng đến đời sống của người dân, là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, là coi là bị ô nhiễm, chuyện này là rất là nặng nề về cái chuyện ô nhiễm. Các xe chở đất hoàn toàn xe nào cũng chở quá tải quá khổ cả, mà thậm chí còn lắm lúc còn không cả che bạt che phủ. Ngày 8 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có công văn hỏa tốc số 4733 gửi các cơ quan, sở ngành liên quan về việc kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng xe ô tô chở quá tải trọng, gây ô nhiễm môi trường và gây hư hỏng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Lào Cai. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải Xây dựng và Ban An toàn Giao thông tỉnh khẩn trương tổ chức kiểm tra tình trạng xe ô tô chở đất, đá, vật liệu xây dựng quá tải trọng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả trước ngày 20 tháng 10 năm 2018. Từ ngày mai 16 tháng 10, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ. Ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 đến 24 độ vĩ Bắc xuống phía Nam. Từ đêm ngày 15 tháng 10, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền và các tỉnh Đông Bắc Bộ, gió lên cấp 2, cấp 3. Từ ngày mai 16 tháng 10, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ. Ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ xuống thấp 18 đến 20 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có nơi có dông. Riêng khu vực vùng núi phía Đông Bắc và Việt Bắc, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.